Đoàn công tác liên ngành kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về công tác kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn. Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2022, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành gần 350 văn bản quy phạm pháp luật. 6 tháng đầu năm 2022, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành tự kiểm tra 2 nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Sở Tư pháp tự kiểm tra 9 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác xây dựng, kiểm tra xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2022. Đoàn phát hiện 24 văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với quy định của pháp luật, qua đó đề xuất tỉnh xử lý các nội dung chưa phù hợp, đồng thời trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tiếp thu ý kiến của đoàn công tác Bộ Tư pháp và cho biết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản, qua đó nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật và hạn chế tối đa sai sót.